Xin chào quý vị khán thính giả. Trong chương trình Hai Người Lính ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại với Chiến hữu Trần Quang Duật. Xin chào anh Duật. Xin chào Chiến hữu Đinh Hùng Cường và xin chào quý khán thính giả và đại gia đình quân đội. Thưa quý vị, hôm nay có Chiến hữu Duật là cái người đã tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, mình gọi tắt là trường Võ Bị Đà Lạt. Thì chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại cái câu chuyện của hai người lính mà hôm nay nói về cái chủ đề là trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thưa anh Duật, tôi được biết anh là một trong những sĩ quan tốt nghiệp trường Võ Bị. Vậy thì anh có thể cho quý khán thính giả biết cái tiểu sử của trường như thế nào thưa anh? Thưa anh Cường cũng như thưa quý vị, và cho phép tôi được xin phép quý niên trưởng và các bạn xuất thân từ trường Đà Lạt cho tôi được phép nói về cái lịch sử của trường Đà Lạt một cách sơ lược như thế này. Tức là trường Đà Lạt được Hoàng đế Bảo Đại ký thành lập và sau đó được Thủ tướng Ngô Đình Diệm biến cải thành trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại đồi 1515 trên Đà Lạt, thưa anh Cường và thưa quý vị. Thưa anh nói như vậy nó gọi là nó vắn gọn quá. Anh phải nói rõ thêm là cái trường Đà Lạt đó nó tọa lạc ở đâu, rồi cái diện tích như thế nào, rồi có bao nhiêu trường sở phòng ốc cho cô bác có thể hiểu rõ. Bây giờ mình ôn lại cái dĩ vãng thì anh còn nhớ không? Thì chúng tôi rất là nhớ, tại vì nó có 8 đại đội. Khi 8 đại đội trong đó từ đại A đến đại đội H. Và có từng cái ba tư măng một cho từng đại đội, hai đại đội ở với nhau. Thì nếu mà nói về lịch sử mà từ thời Bảo Đại đến thời Thủ tướng Ngô Đình Diệm thì chắc chắn là chúng ta xin anh SBDNDC phải cho chúng ta 2 giờ chúng ta mới nói hết. Thì ra tôi chỉ đưa cái hình lên là quý vị thấy rõ rằng chúng tôi tọa lạc tại đồi 1515 ở thị xã Đà Lạt, thưa anh Cường và thưa quý chi nữ. Thưa anh Duật, thì anh nói là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đổi cái tên trường Võ Bị thành cái trường tên như thế nào cho nó chính xác. Đầu của chúng tôi là trường Võ Bị Liên Quân. Sau đó ông ấy khánh thành đặt phương án đầu tiên thì ông gọi đây là trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thì tôi anh tôi cũng đi học sĩ quan nhưng mà tôi rất tiếc là tôi rất muốn được vào Đà Lạt mà tôi không được vào. Tôi học ở Thủ Đức. Thì tôi thấy rằng thì là dưới cái triều đại của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ấy rất ưu ái người sĩ quan. Bây giờ tôi kể trường hợp của tôi trước để rồi tôi hỏi sang anh nhé. Khi chúng tôi đi lính thì 3 tháng đầu chúng tôi ở trong trường Thủ Đức gọi là cái giai đoạn gọi là huấn nhục. Rất là khổ, cái người sinh viên sĩ quan chúng tôi phải ăn lương binh nhì một tháng được 500 đồng. Thì chúng tôi đi mỗi tháng lãnh lương đó. Thì cái người phát lương họ rất là trang trọng, họ cầm cái tiền lương ở đây là cái tiền lương của sinh viên sĩ quan 500 đồng. Và đây là 500 đồng của Tổng thống tặng riêng. Và ông đưa bằng hai tay chứ ông không có nhập cái tiền lại. Thì cái thái độ đó cho thấy rằng thì là cái người mà phát viên nó được hướng dẫn để mà đưa cái lòng yêu ái của cái vị lãnh đạo tới cái người tân sĩ quan sau này. Thì cái trường hợp đó có xảy ra ở trường Võ Bị không thưa anh? Thưa anh Cường cũng như thưa quý vị là cái trường hợp đó không xảy ra ở trường Võ Bị của chúng tôi. Tuy nhiên khi chúng tôi tốt nghiệp thì thay vì ăn lương thiếu úy bậc 1 thì chúng tôi là trung úy bậc 2, thành thử ra nó có khác biệt như vậy. Nhưng mà tuy nhiên khi nói về Tổng thống Diệm có cái gì đối với trường Đà Lạt, thì khi ông đặt viên đá đầu tiên để khánh thành trường Đà Lạt, ông nói một câu như thế này: bây giờ các anh là tham dự vào một chiến tranh mà lấy lý tưởng chống lý tưởng, các anh phải là một người cán bộ, ngoài cái súng đạn ra các anh phải biết cái lý tưởng của anh là gì thì các anh mới thắng nổi cộng sản. Đó là cái câu nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm ưu ái cho tất cả những sinh viên sĩ quan của trường Đà Lạt, thưa anh Cường và thưa quý vị. Theo chúng tôi được biết, trường Võ Bị Đà Lạt mình gọi gắn đoán như vậy đó, là nơi đào tạo những cái sĩ quan ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và nhà trường đã dành rất nhiều thì giờ để mà đào tạo một cái người mà tân sinh viên sĩ quan thành những cái người tướng lãnh trong quân đội tương lai. Thì Chiến hữu Duật là một sĩ quan khóa Đà Lạt, thì Chiến hữu có thể cho biết là anh học khóa bao nhiêu và cái khóa 21 Đà Lạt có phải là cái khóa anh học, và trong cái thời gian anh thụ huấn như vậy có cái điểm gì mà mình đem ra đây để mình trình bày cho quý vị khán thính giả? Thưa anh Cường và thưa quý liên trưởng, các bạn và quý chiến hữu, thì tôi xuất thân là khóa 21 trường Đà Lạt, thì nó có những cái điều như thế này. Cái khóa chúng tôi là cái khóa đúng vào lúc mà tình hình Sài Gòn rất là nhũ nhược. Thì Bộ Tổng tham mưu ra một cái lệnh là tất cả những người muốn vào trường khóa 21 phải thi. Thì ngay liền sau khi vừa cái lệnh ấy được ra đó thì chúng tôi biểu tình yêu cầu được miễn thi vào trường Đà Lạt, tại vì đi lính thì không phải thi. Thì cái thời đó là Thủ tướng Khánh, ông ấy thấy báo chí đăng mà sinh viên biểu tình thì ông cho đồng Lý Văn Phòng ra tiếp.
và ông nói rằng ngày mai các chú sẽ có thông cáo là không phải thi. Nghĩa là chúng tôi lúc nộp đơn gần 600 người. Nhưng mà thưa cái tình hình chính trị lúc đó quá nặng, tần lần mặt trận. Thành thử ra tất cả các phương tiện của quân đội ưu tiên cho mặt trận. Thành thử ra chúng tôi cứ ngày hôm nay đi rồi về, về cả tuần lễ khi hơn 10 ngày không có phương tiện trở lên thì một số người không theo nổi. Thành thử ra đến khi vào trường, qua 21 của chúng tôi, thưa anh Cường cũng như thưa quý vị là có khoảng 250 những người cả. Và thưa anh Cường cũng như thưa quý vị là ở trường Thủ Đức thì quý vị gọi là huấn nhục. Thì bên trường Đà Lạt thì có một số người viết thơ về gia đình nói là 8 tuần lột xác, nhưng mà thực sự ra theo văn thư quy định huấn lệnh điều hành của Bộ Tổng Tham mưu thì đó là 8 tuần sơ khởi. Và trong cái 8 tuần sơ khởi này, người ta dạy cho một người sinh viên dân chính biết thế nào là quân đội, từ trách nhiệm của một người binh nhì trở lên. Do đó thành thử ra trong cái 8 tuần sơ khởi này đó, thì thưa anh Cường không có cái gì mà có thể tả được cái cuộc sống ở lính. Có thể ở ngoài mặt trận nó không có cực như cái 8 tuần sơ khởi đâu, thưa anh và thưa quý vị. Thưa Chiến Hữu Duật, tôi thấy ông may cho ông là hồi đó là ông chưa đi lính, ông đã ba gai rồi. Trong quân đội là không có biểu tình. Mà anh nói là anh đã biểu tình thì tôi thấy là cái đó là may phúc, là anh chưa là lính, anh là lính là anh có chuyện đó nhé. Thì bây giờ tôi hỏi anh thế này, cái chuyện anh nói tôi thấy nó hơi vô lý ở chỗ này. Là thí dụ như bây giờ chúng tôi bên Thủ Đức họ động viên đó, thì một lúc họ động viên có thể cả mấy nghìn người. Nhưng mà cái khả năng của trường nó chỉ chứa được hơn 1.000 người. Thì những cái số người dư lại đó thì họ sẽ để dành cho cái khóa sau để động viên tiếp. Thì bởi vì nhà trường đâu có đủ trường ốc cơ sở để mà thu hết. Mà bây giờ quý anh đi biểu tình bắt người ta nhận hết. Thí dụ bây giờ anh nói nhận 400, bây giờ có 700 người, người ta đi nộp đơn, người ta hợp lệ, người ta có bằng tú tài, người ta có những cái chuyện này chuyện kia mà thâu hết thì lấy chỗ đâu để huấn luyện. Tôi cảm ơn anh Cường đã có một câu hỏi rất là chính xác. Tôi thí dụ cái khóa chúng tôi là hồi đó thi là Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định thi là 400 và nộp đơn là trên 600. Thì bây giờ nếu đến cái ngày mà bắt đầu nhập học thì cái cách để họ lấy đủ số 400 là gì, thưa anh Cường? Lấy vì lý do sức khỏe, chiều cao, thức tắc để họ loại ra đúng cái số mà muốn. Nhưng mà đến khi thực sự vào khóa 21 thì chỉ có 250 người thôi chứ không phải 400 như Bộ Tổng Tham mưu đã định, thưa anh Cường. Anh nói là trong cái 8 tuần lột xác mà chúng tôi gọi là cái 8 tuần huấn nhục đó thì bên Thủ Đức chúng tôi rất là cực khổ. Có nhiều anh em về sau này họ phải học ở Quang Trung, họ sống là khổ hơn người lính trước khi mà được gắn Alpha. Thì bên trường võ bị tôi nghe nói rằng thì là họ, nghĩa là họ huấn luyện các anh phải biết vâng lời, rồi họ huấn luyện phải có kiên nhẫn. Anh có thể đan cử những cái thí dụ làm mà anh kể là khổ cực trần ai cho cô bác được không? Vâng, thì thưa anh Cường, nếu mà nói về cái chuyện 8 tuần lễ sơ khởi đó, mà một số anh em nghĩa là màu mè ra chút xíu kêu là 8 tuần lễ lột xác đó, thì thực sự nó đúng là lột xác thật. Tại vì từ một người sinh viên sĩ quan dân chính bước vào trường Đà Lạt không biết gì hết. Cái việc đầu tiên mà người ta dạy cho chúng tôi là cái gì? Thi hành trước, khiếu nại sau. Cái lệnh người ta ra sai đến bao nhiêu nữa, anh cũng phải thi hành trước đã. Và cái thứ hai là tinh thần tự giác. Tự giác để làm gì? Để nhận rõ cái trách nhiệm của mình, nhận rõ cái lỗi của mình, để khi mình làm cái lỗi đó, mình bước ra khỏi hàng nhận lỗi liền. Vâng, tôi xin cảm ơn anh Duật. Có lẽ là mình dành cái đó cho cái phần 2. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại và xin mong quý vị đón nghe phần 2 của chương trình. Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại chương trình phần 2 của câu chuyện hai người lính. Chúng tôi nói về trường võ bị quốc gia Việt Nam cùng với Chiến Hữu Trần Quang Duật. Xin chào anh Duật. Xin chào anh Cường và xin chào quý vị. Thưa anh Duật, trong cái phần 1 đó thì Chiến Hữu Duật có nói rằng những cái huấn nhục anh gọi là cái 8 tuần sơ khởi thì có thể là chi tiết hóa thêm một tí nữa xem cái khổ của anh ấy đến đâu. Thưa anh Cường và thưa quý vị, tôi kể quý vị một câu chuyện như thế này. Ông anh thì là khóa 20, ông em mới vào tân quân sinh. Sau khi phạt nhau một hồi xong, ông anh bắt ông em bò lết hết tất cả công rãnh xong. Tôi đứng ra mà tôi được vô tình, tôi được chứng kiến cái cảnh ấy. Ông anh hỏi ông em, má cho tao cái đồng hồ đâu mày? Đó. Thì ông kia nói là, em đeo ở đây mà không biết đâu mất hết rồi. Ông nói mày vậy thì tối nay mày sẽ trình diện dã chiến tao, mà anh biết là dã chiến là chỉ có xỉu thôi. Thì ông em mà trình diễn giã chiến thì giã chiến, đồng hồ mất vẫn mất à. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh biết một cái sân vận động đá banh của trường Đà Lạt nó rất là lớn, chúng tôi gọi là Vũ Đình Trường. Mà 12 giờ đêm bắt cầm cây tăm ra đo coi nó có bao nhiêu cây tăm. Thì đó là những cái ảnh mà đêm lạnh, có khi mà mưa nữa, cũng lò mò đo cho bằng được. Đo xong ông nói anh thiếu của tôi một cây,
anh ta đo lại đi. Thì đó là những cái hình ảnh mà có thể là tất cả những người sĩ quan Đà Lạt ai cũng được trải qua cái cảnh đó hết. Thành thử ra khi nói đến Đà Lạt là người ta nói đến cây tăm để đo sân Vũ Đình Trường lên lại cho anh Cương và thưa quý vị. Thưa anh Luật, nếu mà anh biết được những huấn luyện đó chắc tôi nghĩ là anh không có đi biểu tình lúc anh mới đến đâu phải không anh? Có nhiều người nói với tôi cũng như vậy, nhưng mà nếu mà biết 8 tuần sơ khởi nó cực như vậy thì chắc ít người vô. Chứng cớ là khóa tôi trong 8 tuần sơ khởi có những người tự tử, có những người đào ngũ vì chịu không nổi. Anh biết là từ lầu 3 mà lao xuống chỉ có 30 giây để tập họp, nó kinh khủng lắm. Thành thử ra nếu mà mình coi phim á, thì mình thấy nó hay, nhưng mình chứng kiến rồi đó thì chắc chắn là không dám vô nữa. Nhưng mà sau khi ra trường rồi nghĩ lại cái đó làm cho cái người mà sĩ quan Đà Lạt họ cảm thấy họ ánh diện, nó đã được vượt qua được cái bức tường giữa một sĩ quan dân chính và một người sĩ quan Đà Lạt. Thưa anh Cường và thưa quý vị. À, thì tôi xin phép so sánh một tí xíu về cái vấn đề trường Bộ Binh Thủ Đức với lại cái trường Đà Lạt. Thì trong cái chương trình huấn luyện của trường Thủ Đức mà lúc tôi vào học đó thì những cái khóa đàn anh trước đó họ hay dùng những cái hình ảnh của những cô gái hay những cái này cái kia để cho cái người sinh viên dễ nhớ và dễ học. Nhưng mà sau này đó thì Bộ Quốc phòng họ nói rằng cái đó nó không có đứng đắn và họ đã sửa lại, thí dụ như những cái chuyện mà ngày xưa đưa cô gái đẹp ra rồi làm cái này kia cho người ta dễ nhớ. Thì ở trên Đà Lạt cái vấn đề những gọi là chợ huấn cụ, họ có dùng những cái hình ảnh đó hay họ dùng hoàn toàn là những cái hình ảnh thuần túy quân đội thưa anh? Cái thứ nhất là chúng tôi dùng hoàn toàn những cái chợ huấn cụ cho quân đội. Tuy nhiên có một cái mà làm cho sinh viên sĩ quan nhớ suốt đời, tức là khi bắn bia họ vẽ mấy anh chàng lính bộ đội của Việt Cộng, nghĩa là đúng nghĩa của nó theo danh từ mà chúng tôi hay nói là những chàng mà răng đen mã tấu, nghĩa là cứ nhắm cái đó mà bắn thôi, thì tạo cho người sinh viên sĩ quan cảm thấy rằng kẻ thù là những người xấu xa như vậy, thành thì chúng ta phải tiêu diệt để mà giữ vững cái miền Nam cho dân tộc. Thế này nữa anh Duật, bởi vì trong cái chương trình mà huấn luyện trường võ bị đó, đối với chúng tôi thì là trai thời loạn, khi mà quốc gia mà hưng vong thì thất phu hữu trách là mình phải đi vô lính để đánh giặc. Nhưng mà đối với anh là binh nghiệp, là những cái người mà được huấn luyện để lãnh đạo quân đội trong tương lai, thành ra cái vấn đề huấn luyện giữa trường võ bị và trường Thủ Đức nó hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi thuần túy về quân sự chuyên môn, còn bên võ bị người ta có dạy văn hóa, bởi vì theo tôi được biết các anh học xong các anh có một cái bằng tương đương với bằng cử nhân ở các trường đại học. Thì cái chương trình huấn luyện ở trong trường Đà Lạt đó, họ huấn luyện văn hóa và huấn luyện quân sự như thế nào thưa anh? Thưa anh Cường và thưa quý vị, thì phải nói rằng chúng tôi có cái chương trình huấn luyện rất là khắt khe và xích sao. Cái thứ nhất là mùa quân sự, tức là vào cái mùa nắng thì chúng tôi sẽ đi học quân sự, ra bãi học quân sự. Mùa văn hóa là cái mùa mưa chúng tôi vô phòng học văn hóa. Và có một cái điểm đặc biệt là nếu điểm quân sự của chúng tôi kém thì có thể dùng điểm văn hóa để bổ sung sang. Nhưng mà có một cái điểm mà trường Đà Lạt họ đặt trọng tâm vào, chúng tôi gọi là cốt đa mua, tức là điểm hạnh kiểm. Trong cái điểm hạnh kiểm này thì có sự đánh giá của cán bộ, có sự đánh giá của hệ thống cán bộ và hệ thống tự chỉ huy. Để làm gì? Để nếu sinh viên đó mà vi phạm một cái điều luật gì phải ra hội đồng danh dự của sinh viên thì chắc chắn là người sinh viên đó không có mặt trong đêm mãn khóa được. Thành thử ra cái cốt đa mua, chúng tôi gọi là cốt đa mua, là cái yếu tố mà để rèn luyện cho người sinh viên sĩ quan biết thế nào là cái trách nhiệm của một người, biết thế nào là danh dự của một sĩ quan khi mình ra đơn vị đó. Thưa anh Cường và thưa quý vị. Tôi hỏi thêm anh một tí nữa, tại vì khi mà chúng tôi đi học ở trong trường pháo binh ở Dục Mỹ đó, thì huấn luyện viên họ nói với chúng tôi là cái chương trình mà chúng tôi dạy các anh như thế này nó ngang với cái chương trình toán học đại cương ở trên đại học, bởi vì chúng tôi học về pháo binh tính toán này kia các thứ. Thế thì bây giờ vấn đề anh học văn hóa ở trong trường võ bị, người ta dạy anh cái chương trình của đại học hay người ta dạy anh những cái chương trình của chiến tranh chính trị hay là thế nào thế anh? Không, chúng tôi học như khóa 2 năm chúng tôi thì học cái chương trình năm thứ nhất của các đại học khoa học ở Sài Gòn. Thành thử ra khi khóa 2 năm ra trường thì được một chứng chỉ thôi, tương đương với lại các trường đại học khoa học ở thuộc Sài Gòn. Còn 4 năm ra thì có văn bằng cử nhân của cái trường đó. Nhưng mà theo tôi được biết, những sĩ quan vào trường võ bị Đà Lạt thường thường họ là đặt cái tiêu chuẩn là huấn luyện 4 năm để thành người thiếu úy thực thụ. Thì trường hợp của anh như thế nào? Nếu nói 4 năm và 2 năm thì có một sự khác biệt như thế này, là khi mà mặt trận nó yên ổn thì Bộ Tổng tham mưu quay sang 4 năm ngay lập tức để đào tạo một số những sĩ quan có căn bản văn hóa cao để tiếp tục phục vụ quân đội trong lúc mà thời bình. Nhưng mà khi thời chiến mặt trận quá quá sức là khốc liệt, như từ khóa 19 tức là năm 63
cho đến năm 66 của chúng tôi tốt nghiệp thì cái tình hình mặt trận nó quá nặng đi, thành thử bộ tổng tham mưu rút ngắn lại chỉ còn có 2 năm, tức là một đại khái như là một năm học quân sự, một năm học văn hóa rồi dồn lại để mà ra trường phục vụ kịp với chiến trường đang đòi hỏi. Hồi nãy anh có nói một cái câu mà tôi thấy nó hơi, xin lỗi, nó hơi vấp váp á, là như tôi nói là khi tôi đi lính á là tôi lãnh cái lương của tôi và tổng thống cho 500, và anh nói là anh được ăn thiếu úy bậc 1, bậc 2 là như thế nào? Tôi thật trong quân đội tôi không biết cái đó. Anh cái bậc 2 đó thì cái lương nó cao hơn bậc 1, thay vì chúng tôi vừa lên từ thiếu úy lên trung úy thì là bậc 1, nhưng mà bộ tổng tham mưu đã cho chúng tôi một cách đặc biệt là lên ăn ngay bậc 2, cái sĩ chỗ nó rất là cao. Cho đến bây giờ thì tôi không biết là lương tôi lãnh bao nhiêu, thú thực với anh là trong suốt cuộc đời nhà binh tôi không biết lương tôi là bao nhiêu hết. Anh ra trường là thiếu úy chứ không phải trung úy anh. Tôi ra trường là thiếu úy, nhưng mà 2 năm sau tôi lên trung úy là trung úy bậc 2. Chứ không phải trung úy bậc 1. Thành thử ra nó có những cái thâm niên mà ưu tiên cho chúng tôi một chút. Thế bây giờ trở lại khóa 21 Đà Lạt của anh. Thì trong cái khóa học đó nó có cái biến cố gì đặc biệt mà nó làm cho anh nhớ tới bây giờ, anh có thể kể lại được không? Thưa, trong khóa chúng tôi thì có một cái biến cố đặc biệt, tức là cái bầu cử quốc hội lập hiến. Thì ông Trung tướng Thắng ông lên, ông nói một câu mà bây giờ tôi vẫn nhớ. Anh tin là các chú mang cái nhiệt huyết của tuổi trẻ ra để giữ cho cuộc bầu cử này nó được công bình. Tôi không muốn nghe tiếng một sinh viên sĩ quan Đà Lạt ra mà là về phe nọ phe kia. Tôi tin sự trong trắng của các anh phải làm như thế nào để cho dân chúng tin rằng các anh khi người ta thấy sĩ quan Đà Lạt đứng ra các thùng phiếu, người ta tin rằng cái thùng phiếu đó là thùng phiếu không phải kiểm lại và không có thắc mắc. Thì chúng tôi đã làm những cái điều đó với lại Trung ủy ban bầu cử quốc hội là biết năm đó. Và chúng tôi có thể nói là một trong những hình ảnh mà Trung tướng Thắng đã để lại cho anh em chúng tôi là cái sự trong trắng và sự nhanh nhẹn giải quyết của Trung tướng Thắng. Dạ, cảm ơn anh Duật. Bây giờ có một cái câu hỏi nữa là khi anh ra trường á, anh đội cái kepi, cái mũ có cái lưỡi này nó đều có cái chữ tự thắng để chỉ huy. Cái nghĩa đó là như chúng tôi là cư an tư nguy, anh là tự thắng chỉ huy, tự thắng để chỉ huy, thì anh có thể giải thích rõ ràng cái chữ đó ý nghĩa với người sĩ quan Đà Lạt nó như thế nào? Thì để giải thích câu này của anh Cường, thưa quý vị, là vì văn hóa bộ trưởng chúng ta Doanh ông có nói với chúng tôi một câu như thế này: khi các em ra trường cái lon còn nhỏ lắm, nếu mà các em mang cái lý tưởng ra sớm thì không chắc các em có tồn tại hay không. Thành thử ra các em phải muốn quân đội hóa chứ đừng để hóa quân đội. Thì các em phải chờ cái thời gian mình có đủ lon, đủ sức, đủ quyền hãy cải tổ quân đội. Và cái chữ tự thắng chỉ huy nó nhắn nhủ với chúng tôi là gì? Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ lĩnh vực nào, khi mình quyết định một cái gì hay mình định làm cái gì, mình nghĩ tới mình trước, phải thắng được cái bản thân mình rồi mới đưa đến đấy. Và cái câu mà anh cũng như là trường Thủ Đức cũng như là đều có câu là khi ra một cái lệnh đừng để vi phạm lệnh. Tức là mình ra cái lệnh làm sao để cho thuộc cấp họ thi hành được cái lệnh của mình. Thì cái lệnh đó mới là lệnh, còn ra để cho người ta chống cái lệnh thì không ra. Cái đó chính là cái chữ tự thắng mà chúng đeo đuổi xong cái đấy. Và cũng như thưa anh, bên cạnh cái chữ tự thắng để chỉ huy đó, chúng tôi còn có một câu mà anh em chúng tôi hay nói chuyện với nhau là tất cả những người sĩ quan Đà Lạt ra họ đều nghĩ về trường như thế này, là chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Cái đó để cho tôi vun đắp lại cái tinh thần và cái lý tưởng mà chúng tôi đã phục vụ. Dạ, xin cảm ơn anh Duật. Và thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng cái sự huấn luyện của trường Võ Bị đã thực sự đem lại một cái kết quả là đã tạo nên cái sĩ quan rất là can trường và tài giỏi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, các sĩ quan của trường Võ Bị quốc gia đã đóng góp một phần lớn. Ngay cả Chiến Hữu Duật ngồi đây cũng là một vị sĩ quan cao cấp của thủy quân lục chiến. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Hai Người Lính, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong kỳ tới. Xin anh cảm ơn anh Cường. Chúng tôi phải nói ra là nếu mà đóng góp cho quân đội ấy, thì trường sĩ quan chỉ bị Thủ Đức đóng góp nhiều hơn chúng tôi. Cảm ơn. Tại vì cái số quý vị hy sinh cho trận chiến ở Việt Nam gấp 2, gấp 3 lần chúng tôi chỉ là một số ít. Tuy nhiên, cùng phối hợp với lại trường Đồng Đế, trường Thủ Đức và trường Đà Lạt, ba cái trường của sĩ quan Việt Nam đã tạo được một cái trang quân sử đẹp cho quân đội, chứ không phải riêng trường Đà Lạt hay trường Thủ Đức, mà tất cả các sĩ quan ở trong quân đội đều đã viết một trang sử đẹp cho quân đội cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa anh Cường và thưa quý vị. Cảm ơn anh Duật. Xin chào anh Cường và xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị.